Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh xin mời quý vị gặp gỡ với một khuôn mặt rất là quen thuộc nhưng mà lần đầu tiên đến với VNTV tại San Diego của chúng ta, đó là ca sĩ Lệ Thu. Chào chị Lệ Thu. Dạ vâng, xin chào Vân Anh, cũng như là Lệ Thu xin được chào tất cả các quý khán thính giả đang coi tại VNTV tại San Diego. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến chữ Lệ Thu thì chắc là Vân Anh không cần phải giới thiệu gì nhiều nữa, phải không quý vị? Ai trong chúng ta cũng biết là ca sĩ Lệ Thu là một trong những ca sĩ hàng đầu từ trước năm 1975. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết là ca sĩ Lệ Thu không chuyên về một dòng nhạc của một nhạc sĩ nào. Tuy nhiên, chúng ta đều biết là ca sĩ Lệ Thu gắn liền với những nhạc phẩm rất là nổi tiếng của những nhạc sĩ cũng rất là nổi tiếng như là Phạm Duy, Phạm Đình Chương, phải không ạ? Vâng ạ. Cung Tiến, dạ, Vũ Thành An, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn, phải không quý vị? Và có những cái nhạc phẩm mà khi mà nhắc tới nhạc phẩm đó thì ai cũng nhắc tới Lệ Thu. Dạ. Thí dụ như những cái nhạc phẩm như là Hương Xưa, phải không chị? Vâng. Thì chị hát rất là tuyệt vời với rất là nhiều ca khúc. Cảm nhưng ơn ca khúc nào đưa chị đến với khán giả? Thu nghĩ là cái hồi đó Thu còn hát ở phòng trà Queen Bee của anh Joe Hoàng Sen. Dạ. Và sau đó là Tự Do. Thời điểm đó là năm nào chị? Năm 69-70. Wow. Dạ vâng. Thì thí dụ như bài hát mà đã gọi là gây cái ấn tượng đó, mà Thu còn nhớ đó là anh Mai Thảo là một nhà văn, cũng như cô Hoàng Dược Thảo là một nhà báo, có nói một câu này: Lệ Thu đã bất tử với nhạc phẩm Hương Xưa. Hương Xưa. Vâng. Ngoài cái việc mà chúng ta thưởng thức giọng hát thì Vân Anh còn biết ơn đó là những người đã đóng góp cho cái nền âm nhạc của Việt Nam của chúng ta, mà có những cái tác phẩm từ trước năm 75 cho tới chúng thì chị Lệ Thu nói là từ 68 tới bây giờ là hơn 50 năm rồi vẫn còn bất tử và những cái tiếng hát đó vẫn còn vang vọng. Cho nên xin phép quý vị cho Vân Anh được cảm ơn chị Lệ Thu với những cái đóng góp thay của mặt chị. Thay mặt khán giả. Vân Anh không dám thay mặt nhưng mà với là một người đã hâm mộ chị từ lúc còn bé. Vân Anh cảm ơn chị với những cái đóng góp và cho đến bây giờ chị vẫn rất là còn hăng say để mà đóng góp với chúng ta. Cảm ơn chị Lệ Thu. Và thưa quý vị, bây giờ Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị, trong suốt khoảng thời gian chị ở hải ngoại và cho đến bây giờ, chị Lệ Thu vẫn đi lưu diễn khắp nơi tại khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, sắp tới đây thì tại San Diego của chúng ta vào ngày 2 tháng 12 ngay tại trung tâm người Việt của chúng ta, đó là Royal Garden, một cái nơi rất là đẹp, thì chị Lệ Thu cùng với nam ca sĩ Trần Thái Hòa sẽ có một đêm nhạc với tên là Tình Khúc Mùa Đông. Chắc chắn là quý vị phải đến để mà gặp gỡ ca sĩ Lệ Thu cũng như là Trần Thái Hòa cùng một số anh chị em nghệ sĩ tại San Diego. Thưa chị, bây giờ thì chúng ta nói về chi tiết của cái chương trình sắp tới tại vâng, San Diego. Vân Anh cứ hỏi. Thưa chị, thưa quý vị, Vân Anh có cái poster và chúng tôi có trên màn ảnh, cũng như là quý vị cũng đã nghe thông báo tại VNTV, trên VNTV trong những ngày tháng vừa qua. Thì một lần nữa vào ngày 2 tháng 12, vào một buổi tối thứ Bảy, trời bắt đầu vào mùa đông, phải không? Và cái tên của cái chương trình này là chị đặt hay ai đặt vậy chị? Tình Khúc Mùa Đông? Thu đặt. Dạ, chị Lệ Thu cùng với Trần Thái Hòa với chương trình Tình Khúc Mùa Đông, một chiều nhạc thính phòng, chương trình bắt đầu từ 7 giờ tại Royal Garden. Với một cái khung cảnh rất là đẹp. Trước hết thì chị Lệ Thu có thể cho em hỏi là tại sao chị chọn Trần Thái Hòa để hát chung chị trong cái show này? Dạ vâng. Thứ nhất đó là Thu thích giọng của Trần Thái Hòa. Dạ. Hay lắm, Thu nói thật. Thứ hai đó là giữa Thu với lại Trần Thái Hòa nó có một cái sự làm việc nó hòa hợp lắm. Dạ vâng, hai cô cháu rất là vui khi có nhau, khi hát chung với nhau. Vì vậy cho nên là Thu cũng hát với những người khác, ví dụ như anh Tuấn Ngọc, anh Elvis Phương, anh Quang Tuấn hoặc là Nguyên Khang. Dạ vâng, nhiều lắm. Nhưng mà có điều là với Trần Thái Hòa thì đi đâu Thu cũng mời Trần Hòa đi theo. Dạ vâng, chắc chắn là hứa hẹn một đêm nhạc mà
quý vị sẽ rất là yêu mến một buổi chiều nhạc thính phòng tại San Diego. Thưa chị, như vậy ngày hôm đó chương trình của chúng ta là chị với lại Trần Thái Hòa có hát nhiều không chị? Chắc chắn, tại vì lần đầu tiên mà Thu với lại Trần Thái Hòa xuống dưới này để mà cống hiến những tình khúc bất hủ cũng như những giọng hát để cho quý vị thưởng thức, thì chắc chắn là gần như chiếm hết cả chương trình. Nhưng có một điều như thế này, khi Thu xuống đây Thu có nghe các bạn bè nói rằng là nếu mà chỉ ngồi nghe không đó thì có boring không, có bị nhàm không, nhàm chán không. Thì Thu bảo thật ra thì ở dưới này thì Thu chưa được biết, nhưng mà có điều là cái chương trình mà nhạc thính phòng của Thu với lại Trần Thái Hòa hay là với các anh chị kia đó thì lần nào cũng được đón tiếp rất là long trọng, rất là quý. Thì Thu mới thấy cô, thì các bạn mà muốn đi đó thì họ thường thường họ hỏi như thế này, họ bảo thế có khiêu vũ không? Thì khiêu vũ dạ vũ khác nhau khiêu sao? Vũ là nhảy đầm à. Còn dạ vũ là ban đêm, dạ vũ là một cái buổi tiệc của cái đêm đó. Dạ vâng. Thì Thu suy nghĩ mãi, Thu bảo bây giờ nếu quả thật là tùy theo nơi, phải không ạ? Phải tùy theo hoàn cảnh để mà mình nghĩa là varie nó đi, mình đổi thay nó đi. Thì Thu suy nghĩ mãi, bây giờ Thu xin mạn phép được hỏi quý khán giả mà đang coi đài, Thu có nên cái phần đầu 2-3 tiếng đồng hồ Thu và Trần Thái Hòa chỉ hát nhạc thính phòng không thôi, và sau cái intermission, sau cái break time đó, phần sau là phần khiêu vũ. Quý vị thấy sao? Vân Anh thấy sao? Wow, Vân Anh nghĩ đó là một cái sự kết hợp rất là hay phải không chị? Rất là hài hòa. Vâng, rất là hài hòa. Và chắc chắn là cái chương trình của chúng ta vào chiều thứ bảy sắp tới đây, 2 tháng 12 sẽ chật đích Royal Garden. Nhưng mà thế này, làm sao để mà quý vị có thể cho Thu biết Thu biết rằng là quý vị muốn như thế không? Phần đầu là nghe nhạc thính phòng và phần sau là khiêu vũ. Nếu được đó, xin quý vị gọi cho Thu ở những cái số như thế này. Thứ nhất là tại Royal Garden 619-955-8858. Thứ hai là 619-701-4932. Và thứ ba nữa là 858-722-2185. Quý vị vui lòng cho Thu biết cái ý kiến quý vị. Ví dụ Thu nhắc lại, phần đầu chỉ hát nhạc thính phòng, sau cái nghỉ giải lao là phần sau là chúng mình khiêu vũ. Có thể là Thu cũng khiêu vũ với quý vị nữa đó. Chị Lê Thu ơi, và thêm một chi tiết nữa là chương trình của chúng ta ngày hôm đó có MC không chị? Hay là chị là người sẽ cùng tâm tình với quý vị? Dạ, và Thu thấy là đôi khi cái MC nó không có diễn lột tả được những cái tâm tình của người hát đến với lại người nghe. Vì vậy cho nên Thu nghĩ là, ví dụ như Thu đứng hát, Thu muốn nói chuyện với khán giả, Thu muốn tâm sự với khán giả, hay là Thu muốn kể với khán giả những kỷ niệm đã qua trong cái bước đường nghệ thuật. Và Trần Thái Hòa cũng đồng ý với lại Thu như vậy. Wow. Vâng. Thì MC tạm thời là lần này là Lệ Thu. Không, là Lệ Thu và Trần Thái Hòa. Vâng thưa quý vị. Chương trình chiều nhạc tình khúc mùa đông vào ngày thứ bảy 2 tháng 12 sắp tới, chương trình bắt đầu thứ bảy vào lúc 7 giờ, được tổ chức tại Royal Garden với tiếng hát của Lệ Thu và Trần Thái Hòa cùng một số anh chị em nghệ sĩ tại San Diego. Tuy nhiên đây là đêm của Lệ Thu và Trần Thái Hòa, cho nên ca sĩ Lệ Thu và Trần Thái Hòa hát rất là nhiều. Và những như chị Lệ Thu vừa mới chia sẻ với chúng ta, phần đầu sẽ là nhạc thính phòng, phần thứ hai sẽ là phần khiêu vũ. Khiêu vũ. Mà Thu cũng hát nhạc khiêu vũ luôn, Trần Thái Hòa cũng hát nhạc khiêu vũ luôn, tất cả các bạn của Thu ở đây cũng đều hát nhạc khiêu vũ luôn. Và MC sẽ là Lệ Thu và Trần Thái Hòa. Dạ vâng. Mọi chi tiết để có những cái tấm vé tham dự chương trình của chúng ta, mời quý vị gọi cho số điện thoại 619-955-8858.
0969 701 4932 hoặc là 858 722 2185. Chúng tôi sẽ có cái số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể gọi để có những cái tấm vé đi vào tham dự chương trình của chị Lệ Thu. Dạ, mời chị. Hồi nãy Vân Anh có hỏi rằng là thế thì ban nhạc là one man band đúng là rồi. Thế nào? Dạ, thưa với quý vị rằng là hơi hao tiền đấy quý vị, là bởi vì Thu phải bưng nguyên một cái dàn nhạc ở dưới quận Cam lên đây. Tại vì nhạc thính phòng và tại vì nhạc khiêu vũ thì mình phải chơi cho tới bến. Thứ hai nữa là âm thanh và ánh sáng Thu cũng phải bưng từ dưới đó lên. Không, bởi vì là lần đầu và bởi vì là biết cái sự thưởng ngoạn của khán giả San Diego rất rất là lịch lãm, cho nên phải hao một chút xíu. Vâng, nói như vậy để thấy là sự chuẩn bị rất là chu đáo của ca sĩ Lệ Thu để mang đến cho chúng ta một đêm nhạc thật là trọn vẹn, đúng với cái sự yêu mến, cái sự thương mến của quý vị đã dành cho ca sĩ Lệ Thu cũng như là Trần Thái Hòa trong suốt những cái năm tháng vừa qua. Một lần nữa, Vân Anh mời gọi quý vị và cùng với ca sĩ Lệ Thu mời gọi quý vị đến với chương trình Tình Khúc Mùa Đông sắp tới một lần nữa, thứ Bảy 2 tháng 12. Quý vị gọi mua vé ngay từ bây giờ thôi quý vị nhé. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn chị Lệ Thu. Xin cảm ơn Vân Anh và tất cả các anh đại với lại các nhân viên ở đây. Dạ vâng. Xin một lần nữa cảm tạ quý vị đã theo dõi chúng tôi và Thu mong là được hát cho thật hay để cống hiến với các khán giả của San Diego để có dịp mà biết đến rằng là mặc dù cái tuổi nó chỉ là con số thôi Vân Anh, nhưng mà cái nghệ thuật, cái đam mê của một người, của một con người nó khác, nó bất chấp cả con số tuổi và nó bất chấp cả thời gian. Quý vị thử đến một lần cho biết. Và nếu mà đến một lần thì sẽ đến lần thứ hai. Và đến lần thứ hai thì sẽ là mãi mãi. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt.